Đoạn clip lưu lại cốt truyện vụ việc đang hấp dẫn sự lưu ý trên mạng làng hội. Trong clip, vị khách tóc bạc xảy ra xô xát với nhân viên lớn tuổi trực ở quầy lễ tân. Người con trai này liên tục chỉ thẳng mặt rồi đấm đối phương không yêu đương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, vị khách còn vào hẳn bên trong quầy, dùng chân đá mạnh vào cơ thể nam nhân viên. Bị đánh túi bụi nhưng lúc đầu, nhân viên trực lễ tân chỉ ôm đầu chịu đòn. Sau đó, có lẽ vì trận đòn quá thô bạo, người này ôm chặt chân vị khách, cố gắng tránh đòn rồi tháo chạy ngay khi có cơ hội. Khi nhân viên khách sạn chạy ra ngoài, vị khách thản nhiên lấy xe máy đi mất. Bị người con trai liên tục đấm thẳng mặt, nhân viên trực khách sạn phản đòn rồi tháo chạy. Theo người đăng tải clip, nguyên nhân xô xát được cho là do vị khách lớn tuổi kia bước vào nhà nghỉ thuê phòng nhưng lập tức quay lại. Ông này yêu cầu nhà nghỉ hoàn tiền nhưng nhân viên không đồng ý. Vụ việc xảy ra cách đây vài ngày ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều dân mạng tỏ ra căm thù với hành xử của vị khách lớn tuổi.